thiên cái lực cổ thiên thăng là thằng truyền thằng đi vào sở năng đại học học cái cõi ban đầu để đắc như lai di lạc diệu quan phật con ơi con muốn giải thoát tình và phải giải thoát trong điền kinh của vô vi chi đạo nó là sự trói buộc của quyền di con phải học quyền di để giải thoát quyền di nó là cái nhân quả từ thời ta chưa nhập lý, nay con ngộ rồi quyền di, giải thoát quyền di. Còn tưởng ti nhẹ hơn tình, nhưng nó là trí tệ của tam giáo ngũ chi, như thằng thánh cột nhau không chịu lìa phương dị, tuy có siêu, nhưng trong cái lý buộc ràng. Còn giải thoát để linh quan họ ít khi bàn tới, bởi vì họ sợ mất cái gì họ đã chờ và đợi và họ sợ mất cái danh trong thế giới hữu và vô. Vì tưởng tình, họ không dám lìa nơi ngàn năm thánh chiến, cái không giải thoát là cái chỗ. Chôn họ lưng hồi. Tình để ta danh trong cái tranh làm banh tình thượng đế. Cửa lưng hồi ta không ra được do tình già tưởng, không biết giải thoát để đi về là diệu quan phật con ơi giải cái tình là quá giải cái thiên tính đang ở trong con người nếu muốn giải cái tình ấy chỉ có chánh pháp thiền định thì nó mới thức giác để hoàng nguyên cái tình đó là tiên thiên đang đỏ trên thế tục là hó thăng có linh thiền nằm ngủ giữa y nhân còn niệm phật qua sáu cửa sổ của nội tâm là đánh thức chân linh đang nằm ngủ để nó thức dậy rồi học đạo vô di trong hoàng vũ tức là hóa thăng biết giải thoát tình tục trở lại tình tiên làm cho nó sống lại chính nhân ta cũng sống lại sự sống lại giữa thiên tiên chi giáo có ta trong làm cho nó nhẹ thì nó không tưởng tình trong ràng buộc tức là ta giải thoát hóa thân ta là diệu quan Phật con ơi, đến đây tâm và cảnh hiện ra để ta học thiền định, và tự biết sự cảnh tỉnh lại chính nhân mình. Tâm sanh tình thì thu tâm về cho thanh tịnh, còn cảnh trong vô tư thì tự vui với cảnh để anh nhi. Làm cho tình ta nhỏ lại như bản tính của tiên nhi, tức là vô di chi thế làm cho sự hiểu biết của ta nhẹ lại như hà sa có thể đi khắp vòm trời. Nhỏ đến trong thanh thì giải thoát tình già tưởng, nhẹ đến siêu quan thì mới tới cõi Phật học để trống lòng. Cái tình ta là không thì đạo ta đạt, thì lòng ta trong trống. Có trống mới chứa khí vô cực để trí tệ quần không còn cái tướng quan nhỏ như viên kim cương thuần tí thì sắc pháp tường tinh từ đó dai không tình và tưởng không rồi đạo trong ta sanh đại trí tệ cái trí của đạo sức thế từ đó mới kéo nhau về nó như những bánh xe pháp lưng đua nhau như đi vào ngày hội sự chống sáng dứt bóng tối để hàm thụ như lai tim chi lạc diệu quan Phật con ơi, cõi trống sáng như không chối chang, cõi điềm tĩnh không dùng lời để nói. Ấy mới gọi đạo học chi Phật lại vô ngôn. Chi Phật có nghĩa là hữu xạ thì tự nhiên hương, hữu tâm thì tự liễu sanh tử, nên cái thấy ở đây là tâm nhãn thông. Cái nghe ở đây là tâm nhĩ thông, cái hiểu ở đây là tha tâm thông cái biết ở đây là thằng túc thông cái dự trữ ở đây là túc mạng thông cái phát minh ở đây là lậu tận thông thần thông di lạc diệu quan phật con ơi thấy cô nhãn đưa về tâm làm cho tâm sinh nhãn tạng cái nghe thiên di đưa vào tâm làm cho tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý hiệp thành hệ tâm tức cái tâm có quân thần tá xứ có Đức Phật, Tâm, Bồ Tát, La Hán và các vị tỳ kheo. Đến đó sự thấy nghe của tâm ta và vũ trụ, nên người học đạo đến khi thành, đã về được thế giới vô ngôn. Di là Diệu quan Phật con ơi! Nhãn tạng tâm là sự học siêu hình quan của đại vũ trụ, không còn dùng văn tự để viết thành kinh. Thế giới vô ngôn là sự trường tồn của Phật môn chi bảo, sức tu ngoài tam giáo, sức siêu ngộ ngoài chi đạo của thể giáo tam thiên. Từ đây, cái học không lời làm cho lục tâm thông của con hiển chánh. Cái đạo cứu cánh là lục tâm thông phù trợ dị dương Phật, sự tương phùng của tâm sinh, việc làm không qua lời nói, như ý ban thì tâm lý đó có huệ thông ý tự qua. Khi lạc diệu quan Phật con ơi, tâm nhân, con thấy sự, thấu của tâm trong tâm nhãn có thằng tự nhiên vô di quyền giải cái thấy của vô hình, mà con học đạo Thượng Thiên, là sức học lớn vô ngôn, còn sự nghe cổ tha tâm thông trong đó, có thằng để nghe âm ba đại hồn quấn dậy, hay diệu âm Phật tổ giảng kho học quyền bí siêu hình cái nghe không còn bằng lời, mà cái nghe bằng tâm để nghe và thấy. Được cái nghe thấy siêu hình, việc nghe và thấy của thế gian, người thành Phật thành đạo, làm như chưa bao giờ. Đồng ý với nó, có mình nghe. Di lạc diệu quan Phật con ơi, vì vậy nhà đạo phải luyện cho hình đạt lục thông thanh tịnh. Cái học của lục thông là cái học kim đỉnh đề hồ, quyền cơ hiển quá. Cái học ngoài thời gian nên không dùng lời để nói. Ngồi không gian, không còn dùng tri giác và mấy di tính để thu. Còn cái trường vô hình thì nhận hàng trung can thủ tính và không tham gian trong sự đại học điều định để hộ mai. Nên cái đắc Phật tức là sắc đắc sự tính tâm và trung can nghĩa đổm dám coi nhẹ mình và coi nặng chánh đạo chánh đặng chánh giác của trời xanh nên ngồi đạt đạo không lo việc nhân nghĩa của tha sinh mà quay vào trong ta cho lục tâm thông thanh tịnh để phát ra sáu đường thần kinh hộ chính cho thần ta là kim thiền tử đi vào thế giới của như lai học cái kim thể để như lai và khí kim thiền kia cho ta thành kim thăng ngọc phật hay đạt liên ho trong lò kim pháp để tạo lớn ta thành lạc diệu quan phật con ơi vâng đến tột chỗ không lời thì thành tâm kinh an định để cho phật của ta vào trong thanh tịnh không lời tâm kinh dận là cái đạo không đời tức biết đi vào trong thì thông thị huệ ở bên trong mà chìa khóa ở bên ngoài của nhân sự dạy chỉ có chìa thì mở được lục huệ với tâm kinh tâm kinh phải mở tâm nhãn để đọc phải mở tâm nhĩ để nghe phải mở tha tâm thông để hiểu phải mở thần túc thông để biết phải mở túc mạng thông để dự trữ phải mở lậu tặng thông để phát minh tăng kinh tăng pháp của Di Lạc con là từ thông thiên tự tăng kinh, tâm kinh mà con đem xuống dạy chánh thanh tịnh cho thiên hạ, đi vào chu kỳ, bạch văn kỳ của kỷ nguyên Di Lạc đời nay. Di Lạc Diệu quan Phật con ơi, tâm kinh là điển kinh nó nói được luồng đại thần kinh của âm dương và thái cực. Nó nói được Phật quan thần kinh trên cõi Đại Niết Bàn. Nó nói 36 trường thần kinh của thiên cương đại giác và nó nói được đại la thần kinh của thế giới bạch ngọc kinh và nó nói được thần kinh của hư không đại định thế giới hồng quang và thế giới diệu quan phật tổ như lai ấy mới gọi kinh của con viết ra là kinh điển con thâu vào phật quan tâm của con rồi con nhập thế để viết ra cái tâm kinh này lần đầu tiên Phật tổ và thượng đế mới cho phép con thâu về tâm Phật và dạy lại thế gian. Di lạc diệu quang Phật con ơi, nay con lập kinh là dạy sự phát minh mới của kinh điển điển kinh tức là Phật pháp tâm kinh. Con nghe qua một lần, sự hiểu của con đều khác cả. Cái nghĩa kinh càng nghe như thấu hiểu đến thế giới vô hình như làm cho tâm con sáng rộng, như làm cho nhân chánh con sống lại, như làm cho tinh thần con ăn được những món mà con tìm kiếm nó bao đời. Nghe điển kinh con hóa được cái rách của bộ quần áo linh hồn, con xóa được cái ngu mê và làm cho con thông trí minh huệ, nghe điển kinh như nghe diệu âm Phật ngữ đón con về nghe điển kinh như nghe âm ba đại hồn kêu thằng tiên tam giới đi trở lại. Cha mẹ đã không đánh đòn, các con trốn nữa để làm chi? Chi lạc diệu quan Phật con ơi! Nghe điển kinh, mỗi ngày như thâu hầu bầu khí quyển vào ta, làm cho tí ta sinh ra tinh hoa sáng suốt, nhân chánh ta sinh ra minh đạo và thị sức tiềm năng làm cho ta nhớ lại tiên thăng từ khi ta lìa ngôi thanh tịnh dáng trần như nhớ lại ta là kim thăng trên niết bàn nghe Phật giảng pháp âm ba của Phật pháp làm cho ta nhớ lại đại hồng ta xuống cõi trời vì ta không đủ dũng ta xa cõi Phật vì ta còn ham lợi danh làm che mắt sự minh trung nay nghe lại điển kinh như nói lại tòa tam giác làm ngộ ta và ngộ cõi không ta cảm ơn phật thay cha dùng điển kinh để điểm đạo cảm ơn phật thay thầy tam giáo dùng điển kinh để ta và ta vá lại bộ áo của linh hồn từ đây ta không lạnh tình trong tranh đoạt và không tham theo thắc tình làm rách áo của hồn ta. Khi lạc diệu quan Phật con ơi, Thầy cho con dáng thế tu hành thành Phật và thành đạo, ấy là muốn con ra giữa chợ đời để làm tấm thảm, cho con người dậm lên, con trời để thức ngộ kỳ ba. Ai dặn ông trời dậm lên, con tấm thảm đó của con rồi sinh đạo từ đây không còn chửi ông trời là đấng bất công. Có những thằng tiên giận trời vì họ làm sai lực chánh giáo, trời không giết chỉ phạt cho họ xuống thế gian để tu lại lòng nhân. Họ giận trời phạt nên làm ra đại ma đại quỷ, chứ thật kiếp xưa vốn là thằng tiên lớn ở trên trời. Vì vậy, trời sai con trời xuống làm kẻ phàm phu tục tử, ở giữa chợ đời cho những hàng dặn trời chửi trời chật ngộ lại kỳ ba di lạc diệu quan phật con ơi trời thì phạt con lại vị tha trời thì phạt tặng thế con lại thành đạo thành phật sinh được cứu thế trời dặn kiếp xưa người ta giết con trên cây thánh giá con lại xin trời tha cho chúng ngu mê cha thì muốn dẹp đi, con thì xin kéo dài để con dạy chúng. Năm hai ngàn thượng đế sử tiêu, con lại xin cha hạn cho con viết xong kinh rồi tính. Đắng thượng đế vì thương đứa con một, nên chiều con mà nguôi giận ở đại chu kỳ. Nay con thành pháp dương di lạc Phật, trường lối âm trao bản vàng cho con thượng đế thành đạo và thành Phật kỳ ba thượng đế mừng lễ xa con ta đã đậu nó ở đâu ta rước nó đi về các lão bồ đề nhìn xuống thế gian con trời đang làm tấm thảm giữa chợ để con trả cái nợ của cha ta phạt đến danh dự của thần tiên nên các vị đại tiên gia vì ta trở về chánh đạo để cùng ta khai báo hoàng thiên. Di lạc diệu quan Phật con ơi, con thành Phật lại thay trời sinh, cha cho con đại ăn xá. Cái bắt nhân từ tạo thiên của thiên hạ, nay ăn xá trở về, học lại đạo lớn di nhân. Ăn xá cái tiên thần, xưa nay chưa tròn công đức, đời nay sinh về nước trời cha, tu chánh đức đạo chánh kiến tề gia con xin ăn xá cho cõi âm và đàn bà con gái trở về tu lại tăng kinh tăng pháp để đắc đạo đắc phật kỳ ba con xin cha cho con lục châu làm thánh địa cho thiên hạ học phật tu đạo đến thái bình xin cha cho con kỳ quan để làm nơi và cha và con ngự tại thế để hoàng kim cho trời phật kỳ ba con xin cha cho con hai khí tăng sưng và tăng thu và kỳ qua thảo mộc ngũ cốc và các dược thảo của thần của tiên thiên trồng trên thánh địa của con cho thiên hạ vui hưởng giàu mạnh trí tệ và hạnh phúc như ở trên trời xin cha cho con mở mỏ vàng lớn mỏ ngọc lớn để vàng son làm đường và làm đồ dùng trong kỳ quan ngọc con làm đèn làm phương tiện tao nhã và hứa hẹn xin cha cho mở sáu cửa thượng thiên cho dân con được đi du học lên trên trời du lịch trên trời và vũ trụ được khám phá sự quyền bí phật pháp cho đạo mau thành và xin cha cho đổi đổi giống dưới nước thay giống trên bờ và cho phép con điểm đạo cho thú cầm biết nói biết hiểu và được học đạo và tu đạo để thành thần tiên trong thế giới con đang ngự trị xin cha co cho học trò của con được dự hội long qua làm việc cho nhà trời và được đậu trong phong thần phong thánh phong tiên phong phật sau ngàn năm thái bình nước trời thành niết bàn siêu tam giới di lạc diệu quan phật con ơi thế giới vô cùng xinh đẹp con người chân tu trở thành thần tiên thánh phật do con đào tạo mà thành chí nhân chí thánh chí thần chí tiên chí phật một thế giới tịnh độ trong cõi bồ đề mà thần tiên hạ giới tu hành thành chánh quả vì đạo con hoan hỷ nên lòng thiên hạ quay về phục thiện. Chi nhân làm cho chu kỳ của con như cá quá long như gà quá phụng. Có phải con đại vị tha là một đại công đức cứu nhân gian giải thoát ra khỏi vòng địa ngục? Có phải đại ăn xá của con làm cho tam giới không còn chiến vì dinh dự của thần tiên mà làm thế gian thành địa ngục? có phải con không chấp anh hùng sức thăng từ chỗ thiện hay ác? Ai quy y thì cho cơ hội trong chín ngàn năm quy chân thành đạo. Chi lạc diệu quan Phật con ơi, vì thương giống văn hồng lạc mà con tha cho tới tận, con cứu cho tới tộc, những người dốt nát khổ nghèo và thức tâm quy y với đạo vẫn được tồn sinh. Thằng tiên nghe qua còn phải nghiêng mình cho con là vị tha tới vô cùng cực họ không còn lời bàn thiện ác với con nước được bình nhờ con đại vị tha mà nước trị dân được cơ hội làm giàu nhờ con vị tha mà dân tu bổ lại đạo lý chí nhân con người ai cũng có tin và thần họ nghe ra được chân thường mỹ cảm họ nhận ra được phật quỳ nhân Sanh mà xuống cứu thế gian sau những cuộc phán xét chiêu an thì tất cả thế gian tôn con lên làm đắng cứu thế như người cha như linh hồn trái đất ủa đàn con họ tôn nghiêm con họ tôn nghiêm cho con là phật sống thánh sống là đại cứu tinh là thiên phụ trên thế giới kỳ quan di lạc diệu quan phật con ơi đến đây các vị lão sư trên các cõi bồ đề vào thế giới của con để lập công bồi đức họ tôn con là phật tổ họ quy y với con để tu theo kỷ nguyên di lạc ở tương lai có những vị đã trăm ngàn hay triệu tuổi làm đệ tử con hằng hà xa số để học tăng kinh tăng pháp của kỳ ba và nghe sự thiết pháp thiết kinh của con mà họ được thành Phật, thành đạo. Họ đã tu trước các chư Phật ở Trung Thiên và chín trăm ngàn năm của Phật Di Đà, Lập Pháp, và Hồng Văn Kỳ, cho tới nay đậu Đại Bồ Tát chưa thành đạo thành Phật. Nay Thượng Đế cho chư Tiên, chư Thần ở chung giới xuống trần làm đệ tử của con con quy y cho chư vị theo con phù trợ con và học vô thượng trí tuệ của con ở tương lai di lạc chịu quan phật con ơi bên cõi bồ đề phật tổ và đức a di đà truyền tổ phật Hoa con những vị tỳ kheo la hán bồ tát tiên và bồ tát phật tổng số tám trăm bốn bốn vị có nam có nữ chưa thành chánh quả nay phật tổ và tức a di đà giao cho con từ đây ở hai mươi tám cõi trời xuống tới thế gian từ đại bồ tát trở xuống tới thinh văn viên giác và thiện tri thức đều phải quy về quy y với di lạc vương phật con tu theo tăng pháp tăng kinh và nhập thế thanh tu công đức để đến chu kỳ phong tiên phong Phật mà thành chánh quả. Đây là chu kỳ cuối Phật Di Lạc con đến thế gian thành Niết Bàn, và không bao giờ có thế gian và con người nữa, còn phần hồn nào không công không đức không phục thiện tu đạo thì đưa vào âm phủ và thượng đế cho tặng thế giới âm phủ đời đời khi lạc diệu quan phật con ơi con đã quỳ giữa đại điện ở bạch ngọc kinh mà xin cha của con là đức ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn sáu thời kỳ thượng đế gì thương con dạy con tu đạo khổ ải vô biên mới đắc thành chánh quả nên tha cho nhân loại có cơ hội theo con học đạo và cải thiện lại thế gian và chung giới để thế giới tăng tạo thần tiên, tăng tạo lại thiên đàng tại thế. Chu kỳ phục thiện này, trời giao cho con, minh trị thiên hạ. Ai thận lòng trời về ở nước trời, ai nghịch trời thì cho họ đi về thế giới địa ngục, để chờ ngày tặng thế và phán xét phong thần bản kỳ ba. Di lạc diệu quan Phật con ơi! Nhân loại chu kỳ này bất khả tính và bất khả tận tính. Con người hiện hữu là loài phản bội nhân nghĩa, không tha, vì sự xảo trá hứa hẹn của nó không ma khéo quỷ. Còn con vị tha và bị nó lừa. Vì vậy, những hàng làm việc cho con, thầy và thượng đế cho họ phát lục huệ và lục thông và lục thần minh giác để xét đoán thấy nghe hiểu biết từ hữu đến vô nên cái loài tính giả nhân giả kia không còn gạt được đạo trời của ta nữa còn các vị lão sư trong các cõi bồ đề xuống làm cố vấn trong các cung các cõi các nơi con cần đến sự cố vấn và giám sát để pháp lực thần thông của đại thần tiên thâu phục tiểu tiềm năng nên từ đó con thấy khoa học bom kinh khí ra đa dễ tinh nó chỉ là đồ chơi con nít của các vị thần tiên họ dạy cho con người thì họ thâu lại một cách dễ dàng không đáng để cho di lạc con bận trí về tiểu tiềm năng di lạc diệu quan phật con ơi kỹ nguyên di lạc là lực lượng của trời xuống giúp con và lực lượng từ thế giới phật quan cũng xuống giúp con bởi vì con là con vua thượng giới có đủ y quyền và giàu sang phú quý tột đỉnh vinh hoa vậy mà con không hưởng thụ hành lạc như các con vua cháu chúa ở trên các cung trời con dám để sự cao quý qua một bên mà xã phú xã phú quý vinh danh đổi ra cầu đạo cầu bằng an giàu mạnh cho thiên hạ dám chịu khổ ải của nhà Phật để tu thành Phật. Đây là lần đầu tiên cõi trời chịu nhận thầy Phật để xả phú cầu bằng, tức là cầu thái bình cho nhân loại. Đây cũng là người đầu tiên là thái tử con trời chịu hạ mình đi học đạo mà thành chánh quả như lai. Di lạc diệu quan Phật con ơi, ông trời chỉ có một đứa con là thái tử, ổng muốn sau khi ổng về chiều con lên thế ngô vua ở bạch ngọc kinh làm ông trời con lúc nào cũng được vậy mà con chọn con đường bồ tát hạnh để đi tu thành phật thầy cho con thi tám mươi mốt tai ách của bồ tát con thi đậu sạch trơn nay con đắc bản vàng trong chín ngàn năm trong tam giáo tu đạo học phật đức di đà nhường tổ cho con vì con là hoàng thái tử giám xã phú cầu bằng nên đức di đà và ba ngàn thế giới nhà phật ai cũng nghiêng mình cho thái tử thành đạo thành phật và nhường tổ phật tam giới cho con con lại không về bạch ngọc kinh an hưởng cung vàng điện ngọc cao sang mà lại xin thầy vào thế gian tặng độ nhân loại cái chỗ đầy chiến tranh và đau khổ, con lại chọn để lập nước trời. Y lạc diệu quan Phật con ơi, trời trước trên cây thập tự và mười hai chặng đường thánh giá, từ đó con qua cõi bồ đề này sinh ta là như lai Phật tổ, quy y giới pháp thiền định cho con. Từ đó con nói với ta là không bao giờ con quên được cái dĩ vãng đau thương này và chu kỳ thế thiên hành đạo đó không bị hại không làm tròn sứ mạng với cha con nên con quyết lòng học kinh học đạo ngày đêm nghiên cứu không ngơi nghỉ chu kỳ này con lại sinh ta vào thế giới con người tu cho thành phật rồi cứu nhân độ thế kỳ ba ta và thượng đế theo dõi ba năm con tu đắc pháp ba năm sau con tu đắc đạo ta và thượng đế cho con xuống núi vào giữa chợ làm tấm thảm để thiên hạ sỉ nhục con tự ái rồi không bao giờ muốn ở thế gian về bạch ngọc kinh phù trợ đạo trời cho thượng đế ta và thượng đế cho con xuống núi vào giữa chợ làm tấm thảm để thiên hạ sỉ nhục con tự ái rồi không bao giờ con muốn ở thế gian về bạch ngọc kinh phù trợ đạo trời cho thượng đế di lạc diệu quan phật con ơi con lại không chịu về ngữ ở niết bàn thượng giới và bạch ngọc kinh mà xin ở lại lập đời thượng nguyên thánh đức thầy và thượng đế phải chiếu theo thể lệ của nhà đạo nhà phật đã lập ra cho các hàng đắc Phật, đắc đạo. Họ được lựa chọn thế giới của họ, an ngự và giống văn nào họ muốn đào tạo thành đạo, thành Phật và được lập ra thế giới mới văn minh của họ và được đứng ngoài giới lực của tam giới ngũ ngương trời và Phật đều phải cho thần tiên thánh Phật vào thế giới của hàng thành Phật, thành đạo để lập nên một thiên đàng hay một niết bàn có đủ thiên địa kỳ kinh. Khi lạc diệu quan Phật con ơi, trời có lực công lý của trời khi tạo thiên lập địa đến nay, Phật có nội quy chánh pháp sau khi thành lập ba ngàn thế giới niết bàn. Tóm lại, trời có lực kháo sanh thì Phật có nội kinh cứu thế, cho nên cho đến nay hoàng tử, con nhà cao sang quyền quý lại tu thành chánh quả tạo ra một lịch sử con nhà giàu học giỏi khổ luyện phật mà đạo được thành nên thầy còn phải phục ý chí của con là một thành quả lịch sử trong tu di nhà phật của ta đó vậy trong ba ngàn vị thiên cương và thiên tôn thế tôn phật con là một vị thái tử con trời thành thiên cương di lạc phật kỳ ba chi là chịu quan Phật con ơi, vì con từ nhà trời đã đậu tiến sĩ chi đạo, nay lại đậu học sĩ chi Phật chi, cho nên kinh của con và pháp của con độ cho cả tam giới ngũ chi, thần thánh tiên Phật tu đều được. Thành Phật thành đạo, vì kinh Phật kết hiệp với kinh trời nên không giống kinh Phật toàn bộ nhưng chu kỳ và kỷ nguyên và thái dương hệ đã đổi đường quần tạo thành ra hoàng kim tức hết bóng tối trở lại ánh sáng huy hoàng nên các trò tu theo di đà kỷ nguyên này đã chấm dứt hồng văn kỳ và huỳnh văn kỳ mà chu kỳ của bạch vương kỳ ra đời là kỷ nguyên di lạc di đạo nên các đệ tử của nhà Phật phải đi vào tu Phật học, đạo với di lạc tổ sư này, tổ sư thầy, đã truyền tổ Phật và trao phong thần, phong thánh, phong tiên, phong Phật cho di lạc và giao bạch văn kỳ cho di lạc, nên các con tu.